Chào mừng các em đã đến với VKVKVK sửa máy 66 Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét Ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài Bài 3 Khái niệm về thể tích của khối đa diện Thể tích của một khối đa diện Hiểu theo nghĩa thông thường Là số đo độ lớn phần không gian mà nó chiếm chỗ Từ xa xưa con người đã tìm cách đo thể tích của các khối vật chất trong tự nhiên đối với những vật thể lỏng như khối nước trong một bể chứa người ta có thể dùng những cái thùng có kích thước nhỏ hơn để đông đối với những vật rắn có kích thước nhỏ người ta có thể thả chúng vào một cái thùng đổ đầy nước rồi đo lượng nước trào ra tuy nhiên trong thực tế có nhiều vật thể không thể đo được bằng những cách trên chẳng hạn để đo thể tích của kim tự tháp ai cập ta không thể nhúng nó vào nước hay chia nhỏ nó ra được vì vậy người ta tìm cách thiết lập những công thức tính thể tích của một khối đa diện đơn giản khi biết kích thước của chúng rồi từ đó tìm cách tính thể tích của các khối đa diện phức tạp hơn một la mã khái niệm về thể tích khối đa diện người ta chứng minh được rằng có thể đặt tương ứng cho mỗi khối đa diện h một số dương duy nhất VH thỏa mãn các tính chất sau. A. Nếu H là khối lập phương có cạnh bằng 1 thì VH bằng 1. B. Nếu hai khối đa diện H1 và H2 bằng nhau thì VH1 bằng VH2. C. Nếu khối đa diện H được phân chia thành hai khối đa diện H1 và H2 thì VH bằng VH1 cộng VH2. Số dương VH nói trên được gọi là thể tích của khối đa diện H. Số đó cũng được gọi là thể tích của hình đa diện giới hạn khối đa diện H. Khối lập phương có cạnh bằng 1 được gọi là khối lập phương đơn vị. Bây giờ ta sẽ xét thể tích của khối hợp chữ nhật. Có ba kích thước là A, B, C. Ví dụ, tính thể tích của khối hợp chữ nhật có ba kích thước là những số nguyên dương. gọi H0 là khối lập phương đơn vị. Gọi H1 là khối hợp chữ nhật, có 3 kích thước, A bằng 5, B bằng 1, C bằng 1. Hoạt động 1 Có thể chia H1 thành bao nhiêu khối lập phương bằng H0? Khi đó ta có VH1 bằng 5 nhân VH0 bằng 5. Gọi H2 là khối hợp chữ nhật, có 3 kích thước, A bằng 5, B bằng 4, C bằng 1. Hoạt động 2. Có thể chia H2 thành bao nhiêu khối hợp chữ nhật bằng H1. Khi đó ta có VH2 bằng 4 nhân VH1 bằng 4 nhân 5 bằng 20. Gọi H là khối hợp chữ nhật có 3 kích thước. A bằng 5, B bằng 4, C bằng 3. Hoạt động 3 có thể chia H thành bao nhiêu khối hợp chữ nhật bằng h2 khi đó ta có vh bằng 3 nhân vh2 bằng 3 nhân 4 nhân 5 bằng 60 hình 1 25 các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm lập luận tương tự như trên ta suy ra thể tích của khối hợp chữ nhật h có 3 kích thước là những số nguyên dương a b c là Vh bằng a nhân b nhân c. Người ta chứng minh được rằng công thức trên cũng đúng đối với hình hộp chữ nhật có ba kích thước là những số dương. Ta có định lý sau. Định lý: Thể tích của một khối hộp chữ nhật bằng tích ba kích thước của nó. Hai la mã thể tích khối lăng trụ. Nếu ta xem khối hộp chữ nhật ABCD, A', B', C', D' như là khối lăng trụ có đáy là hình chữ nhật a phẩy b phẩy c phẩy d và đường cao a a' thì từ định lý trên suy ra thể tích của nó bằng diện tích đáy nhân với chiều cao ta có thể chứng minh được rằng điều đó cũng đúng đối với một khối lăng trụ bất kỳ hình 126 định lý thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy b và chiều cao h là v bằng b nhân h Ba la mã thể tích khối chóp Đối với khối chóp, người ta chứng minh được định lý sau. Định lý Thể tích khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao H là V bằng 1 phần 3 B nhân H. Ta cũng gọi thể tích các khối đa diện, khối lăng trụ, khối chóp đã nói ở trên, lần lượt là thể tích các hình đa diện, hình lăng trụ, hình chóp xác định chúng. Hoạt động 4 Kim tự tháp kế ốp ở Ai Cập, hình 127, được xây dựng vào khoảng 2.500 năm trước công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp, tứ diện đều, có chiều cao 147 m cạnh đáy dài 230 m Hãy tính thể tích của nó. Ví dụ, cho hình lăng trụ ABC, A'B'C' Gọi E và F lần lượt là trung điểm của các cạnh A và B Đường thẳng CE, cắt đường thẳng C' A' tại E'. Đường thẳng CF, cắt đường thẳng C' B' tại F'. Gọi V là thể tích khối lăng trụ, ABC, A' B' C'. A. Tính thể tích khối chóp, C. ABFE theo V. B. Gọi khối đa diện H là phần còn lại của khối lăng trụ ABC, A'B'C'. Sau khi cắt bỏ đi khối chóp C, A, B, F, E Tính tỷ số thể tích của H và của khối chóp C, C', E', F', F'. Giải A, hình chóp C, A', B', C' và hình lăng trụ ABC a phẩy b phẩy C, C phẩy có đáy và đường cao bằng nhau nên V của C a phẩy b phẩy C phẩy bằng 1/3v Từ đó suy ra V của C AB b phẩy b, a phẩy bằng V trừ 1/3v bằng 2/3v Do EF là đường trung bình của hình bình hành, AB B phẩy A phẩy nên diện tích ABFE bằng nửa diện tích AB B phẩy A phẩy. Do đó, V của C ABFE bằng 1 phần 2 V của C AB B phẩy A phẩy bằng 1 phần 3 V. Hình 128 các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. B. Áp dụng câu A, ta có VH bằng V ABC A phẩy B phẩy C phẩy trừ V C -E bằng V trừ 1 phần 3 V bằng 2 phần 3 V. Vì E phẩy song song và bằng 1 phần 2 C phẩy, nên theo định lý Talet, A phẩy là trung điểm của E phẩy C phẩy. Tương tự, B phải là trung điểm của F'C', phải C phải. Do đó diện tích tam giác C phải E phải F phải gấp 4 lần diện tích tam giác A phải B phải C phải. Từ đó suy ra V C E phải F phải C phải bằng 4 lần V C A phải B phải C phải bằng 4 phần 3 V. Do đó phân số VH chia V C e f C bằng 1/2 bài tập bài 1 tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a bài 2 tính thể tích khối bác diện đều cạnh a bài 3 cho hình hợp ABCD a b C D tính tỉ số thể tích của khối hợp đó và thể tích của khối tứ diện AC B phẩy D phẩy. Bài 4. Cho hình chóp SABC trên các đoạn thẳng SA, SB, SC lần lượt lấy 3 điểm A phẩy, B phẩy, C phẩy khác với S. Chứng minh rằng phân số V S A phẩy, B phẩy, C phẩy chia V S A B', C' bằng phân số SA phẩy chia SA nhân phân số SB phẩy chia SB nhân phân số SC phẩy chia SC. Bài 5. Cho tam giác ABC vuông cân ở A và AB bằng A nhỏ. Trên đường thẳng qua C và vuông góc với mặt phẳng ABC, lấy điểm D sao cho CD bằng A nhỏ. Mặt phẳng qua C. Vuông góc với BD, cắt BD tại F, và cắt AD tại E. Tính thể tích khối tứ diện, CDEF, theo A nhỏ. Bài 6. Cho hai đường thẳng chéo nhau, D và D'. Phải. Đoạn thẳng AB, có độ dài A, trượt trên D. Đoạn thẳng CD, có độ dài B, trượt trên D'. Phải. Chứng minh rằng, khối tứ diện abcd có thể tích không đổi cảm ơn đã xem mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo